mong cầu thông sát, mong cầu mãn siêu thoát với sự hiện diện của Phật tử, tha hiền cho ba sư thầy, trợ linh cho hai người vợ, sâu phúc cho ba người chồng. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tổ chức một chút được siêu thoát, người ta gọi là cầu siêu. À,
rồi trở thành cho ta một mâm có chay nhưng ta đẹp quả. Ngày nay ta sẽ làm lễ cầu siêu cho chồng con. Ta tiên tiên, tiên tiên con thế à thầy? Đúng rồi. Đúng rồi ơi, con đang có thấy người ta bảo à cầu siêu cho người chết đi. Không thực nghi không xuống dưới cái biển đã xin đúng con. Ê, thế có như cái gì mà còn tốt cho chồng con á. Có tiền vàng á. Con là như vậy là xác tin
ai nhìn thấy ba người chết ăn đâu? Mọi người đã ai nhìn thấy người chết ăn bao giờ chưa? Con, người chết không ăn được tất cả cho người sống được nghe mặt cảnh. Tại sao con không biết luôn mấy con vật đó xuống cho chồng con khi cùng đi đi rồi là thế vậy? Lúc xuống thì có biết chị suy đi ăn món gì nữa hả thầy? Chưa, đó là do con người ta nghĩ là phải ăn. Để ta người chết thì không ăn bao giờ nữa mà. Thế nhưng mà chồng bảo là bây giờ nghe được thầy nói thì nó như thế thì con chuyển sang một cái. Ê, con bà gặp thầy như gặp thầy xấu như thầy ạ. Hôm nay ạ, mình chuẩn bị nước nó cố chay thầy ạ. Để nó chuẩn bị nhu nha để quả. Nó quả như thầy nhá. Còn hay là con nhờ thầy cứ con cứ giúp chồng con cùng giúp con bà con luôn. Nhắc mẹ bà cho tôi cuộn rồi ạ. Con xin biết thầy con bà thầy chùa không? Bố Phật ạ. Hà Di Đà Phật ạ.